mình muốn ngắm đồng lúa thì mình phải lên cái tháp này, mình ngắm ở trên cao nha các bạn. Mời các bạn cùng lên với gia đình mình nha. Đây là hình ảnh của từng năm nè các bạn. Mỗi năm sẽ có một cái hình khác nhau này nè. Đó. Mỗi năm sẽ là có những cái hình như thế này. Còn như thế này. Đó. À. Tùy theo năm nha các bạn, tùy theo năm mà những cái hình nó sẽ được làm khác nhau. Đó, đẹp đi chưa? Không những sáng tạo thiệt đúng không các bạn? Rất là nhiều mẫu hình khác nhau cho cánh đồng lúa này. À, nơi đây á, mình được tham quan cái kỹ thuật trồng lúa của Nhật Bản nè các bạn. Mình đứng trên một cái tháp cao, mình nhìn xuống mình có thể nhìn được tổng quan cái cảnh làng quê trồng lúa rất là đẹp luôn nha các bạn. Mời các bạn cùng ngắm với gia đình mình nha. Đây là những bức tranh nông dân tạo ra bằng những cây lúa. Những cái hình này á thì mỗi năm mỗi khác nhau nha các bạn. Ở đây vào tháng 5 hoặc tháng 6 á thì người ta có cho mình khoảng 200 người vào đây á, là làm nông dân. Giá là 1.000 yên thì khoảng 200.000 đồng tiền Việt Nam. Mình vô đây mình làm nông dân mình phải trả tiền. Và khi mà thu hoạch lúa đó thì người ta sẽ gửi lúa gạo đến cho mình các bạn. Bức tranh thiên nhiên thật là đẹp luôn. Công nhận kỹ thuật trồng lúa của Nhật có hả, quá đỉnh luôn phải không các bạn? Không tới 50 mét đó nha. 150 mét. À, nó có chia cái ranh giới ở dưới nữa kìa. À, Gioda là từ 0 đến 50 mét. Có hình núi Phú Sĩ. Ôi, cái hình đẹp quá hả con ha. Mỗi năm mỗi khác. Ừ, tại vì mình nhìn từ cao xuống. Nó bị trầy. Đẹp quá. Đúng là kỹ thuật trồng lúa của Nhật quá trời đỉnh luôn ha. Nhìn kỹ nó có cái hoa nữa thấy không? Đúng rồi, có hoa nữa. Cái đó là cái hoa văn của cáo. Đúng rồi. Đó, người ta đã khoác lên người một cái áo mà có hoa văn rồi các bạn, có hoa nè. Đó. Rất là đẹp luôn. À, thật là đỉnh luôn. Giá vé vào đây có 400.000 một người thôi các bạn. 400 đồng chứ. 400 yên các bạn. 80.000 thôi. Các bạn sẽ được sống trong một cái không khí rất là mát mẻ, trong lành. Quá đỉnh luôn. Tranh đẹp quá các bạn ơi. Đẹp thiệt. Đây là lần đầu tiên mình được đi. Ở đây còn là một cái nơi để ngắm sen rất là đẹp. Xứ sở của những loài sen nha các bạn. Bức tranh thiên nhiên quá đẹp luôn. Cả một bức tranh thiên nhiên thật là đẹp, mát mẻ tuyệt vời luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Ở đây cũng được mệnh danh là một cái quê hương của không còn từ gì diễn tả nữa. Sau những
tháng ngày vất vả bon chen giữa cuộc sống bộn bề thì làng quê vẫn là nơi lý tưởng nhất để mình nghỉ ngơi, đúng không các bạn? Đó, đẹp không? Đúng là những nghệ nhân thật là tuyệt vời. Quá đẹp luôn các bạn. Mỗi năm sẽ có một bức tranh khác nhau được trồng ở trên lúa nha các bạn, được như thế này, được chọn á hả, là không phải năm nào cũng giống năm nào đâu các bạn. Mình ngưỡng mộ thật đó, đẹp quá, đẹp luôn. Hôm nay mình đi thì ở ngoài trời không có nắng nóng, trời mây các bạn, nên là có thể là cái kỹ thuật quay của mình nó không được đẹp lắm, mong các bạn thông cảm nha. Sen mình quay từ trên xuống đó các bạn, nơi đây họ rất là nhiều sen, quê hương của sen là đây nè các bạn ạ. Là 2017 nè. Ôi cái chủ đề cũng khác mà đẹp ha. Mỗi năm cái diện tích, nó khác nhau. Năm rồi là 28.000 m², còn năm nay thì nó chỉ khoảng 10.000 m² thôi. Trồng cũng muộn hơn, ngày 19 tới ngày 23, trồng tới 4 là 77 người. 77 người thôi hả? Năm nay thì năm này thì không có nhận. Không có nhận người làm thiện nguyện phải không? Không có nhận người. À, hình như cái bức tranh nó rộng hơn thì làm cái diện tích lớn hơn con. Đúng rồi, cái này cái này nhỏ hơn nè. Bây giờ mình bước sang cái chủ đề khác nha. Đây là chủ đề của năm 2018 nè các bạn ơi. Đẹp không? Đẹp không con? À. Đẹp ghê luôn á. Hả? Đây nó có thời gian nữa nè. Cái năm 2 người ta sẽ trồng vào ngày 16 tháng 6 là do những cái người làm thiện nguyện trồng. Ngày 17 là do những cái người mà đã trải nghiệm, mỗi người sẽ đóng 1.000 đi. Sau khi đó, khoảng 200.000 tiền Việt Nam, sau khi thu hoạch sẽ được tặng lại lúa gạo. Đã nha, sau năm mình trải nghiệm đi. Năm nay? Cái này là năm 2016. Ồ, cái chủ đề này của 2016. Mỗi năm nó sẽ có mỗi cái chủ đề khác nhau. Wow, đẹp không? Đẹp quá luôn.
mỗi năm nó một chủ đề. Còn đây là 2015. À, nó hơi bị chói ha, nên là các bạn thông cảm nha. Bức tranh rất là đẹp, mỗi năm mỗi khác nè các bạn. Năm này thì diện tích nó cũng là 28.000 m² các bạn. Bắt đầu họ trồng là thường thường ở đây là vào tháng 6 năm 2016, thì họ trồng ngày 13 đến ngày 14 thường thường họ trồng. Đây là một nguyên một cái khu triển lãm nha các bạn. Wow. Nhiều khu triển lãm quá. Đây là những khu cũ. Con dở gì trống coi. Không có, người ta mới dở nè. Bị dở là có gì đây? À, cái này là cái con nhà mình hay có nè. Con gì ta? À, giống như con sơn nhưng mà cái con này. Triển lãm các bạn. Chim kêu hết trơn hết. Hả? Chim ớt. À, ếch kêu ếch 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 đó. Bỏ ra nó kêu. Đó. Bỏ ra nó có sạch. Nó có mỏ ra có tiếng gì. Đây là trứng ếch. Coi này trứng cái gì nè. Hay quá. Có tiếng ếch kêu nữa các bạn. À, đây là cái con chim. Con chim gì nè tí. Giống như ở dưới nước á. Chuồn chuồn nữa cả. Bướm. Cái này mở cái này ra có gì trong đây? À. Bởi một nơi là có chú thích phải không? Vậy mà hàng năm cũng ra đây coi để nó nhớ lại làng quê của nó kìa. Có con chuồn chuồn nữa các bạn. Ruộng lúa đồng quê á, có con chuồn chuồn trên đất. À. Đây có dở ra được không? Ở đây là những con côn bướm thiệt nha các bạn, những con côn trùng thiệt luôn á. Nhưng mà người ta ép khô rồi, người ta để triển lãm đây nè các bạn. Đó. Ôi con bướm đẹp ghê luôn con. Hả? Con bướm đẹp quá các bạn, thật là nhiều loài con bướm khác nhau. Người ta ép khô triển lãm đẹp quá. Để giống con bướm đẹp nè. Ha. Đẹp quá. Có 400 yên. Đây vào cổng có 400 yên các bạn sẽ được ngắm đủ loại hết. Wow. Đẹp thiệt. Những ai thích đó hả, làng quê rồi đó hả? Đồng ruộng và cuộc sống ở nông thôn vào đây nha các bạn. Đẹp lắm. Cỏ. À. Cưng quá. Đây là con ghe nè các bạn. Khi mình mở cái hộp này lên sẽ có tiếng ghe kêu nghe vui tai quá ha các bạn. Con ở đây mở cái hộp lên có tiếng côn trùng kêu nè. Đúng rồi, con ghe. Con kia kìa, con kia mở ra có tiếng. Còn đây là bồ công anh. Có 3 loại. Bồ công anh thì có 3 loại nha các bạn. Đây có 3 loại.
một loại màu trắng. À, có một cái loại là vừa vàng mà lên cái hoa màu trắng nè các bạn. Ba loại màu công anh đó các bạn. À. Trứng bồ câu. Ồ, trứng bồ câu. Trứng bồ câu. Trứng nè, trứng chim nè. Ở đó là trứng chim hả? Nè. Ừ, dễ thương quá ha. Ôi, trứng chim kìa. Trứng chim cưng quá. Bên đây cũng có nữa nè con. Đúng rồi, cái bên. Trứng chim. Trứng chim nè. Nó khác. Chim khác. Ôi, trứng chim cưng quá. Ờ, đây là rùa. Em rùa bò. À, con vịt kìa. Con vịt kìa. Cưng quá ha. Mém chút nữa mẹ vô đó là nếu mẹ không thấy mẹ. Còn đây là ruộng lúa. Có hai em cò trắng nhìn thấy cưng quá các bạn. Có hai con cò trắng kìa con. Ruộng lúa với hai con cò trắng cưng quá ha. Ê con ếch, con ếch. Con ếch kìa. Có con cua, con gì á, con rafus. Ừ. Con tôm. Tôm đất. Tôm đất nè, tôm đất cái chân hai con cò nè. Thấy không? À, con thấy hai ếch không kìa? Có ếch kêu không? Có ếch kêu không? Hai con ếch này các bạn nằm dưới chân lúa nè. Mắt tệ. Con dế hả? À. Con nào? Cái này. Cây, rễ cây. À, đây là con dế, con mở cái hộp đó lên coi có con dế kêu không? Ừ. Mày xách xì mê luôn. Còn đây là thế giới của các loài sen. Đẹp quá luôn. Ôi ơi. Ngó sen, ngó sen. Ở dưới đây là củ sen. Củ sen nè các bạn. Củ sen á. Đó. À. Sen người ta trồng ở trên và có củ ở dưới nha các bạn. Củ ở dưới đây. Đó. À. Cưng quá à. Đó là những cái loại sen á mẹ. Còn ở đây là những con quay phụ cho. Đây là những cái câu liên quan tới sen nè. Dưới mỗi câu đối hỏi là nó sẽ có một câu trả lời.
mình đi về thôi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà đi con. Bây giờ mình một cuộc hành trình đi lên đường về nhà thôi các bạn. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn nhớ bấm like, share và subscribe giúp Vàng Bầu nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.